Và kính thưa quý vị, tin từ Santa Fe Antioquia, khai thác vàng ở Nam Mỹ được xem là một công việc đầy nguy hiểm và nguy cơ nhiễm độc cao. Tại thành phố Santa Fe Antioquia của Colombia, trong nhiều thế kỷ qua, thợ mỏ và thợ kim hoàn địa phương đã sử dụng những kỹ thuật tách kim loại và luyện kim cổ xưa nhất, thân thiện với môi trường cũng như không gây tổn hại đến sức khỏe. Người Colombia gọi vàng được tạo ra từ kỹ thuật này là vàng xanh. Tại khu mỏ ở thung lũng Tunusco, những thợ mỏ tại đây vẫn làm việc trong hầm mỏ theo cách mà bộ lạc bản địa vẫn làm trước đây khi người Tây Ban Nha đặt chân đến vùng đất này. Để tránh tình trạng nóng bức gây ngạt thở, các thợ mỏ tranh thủ xuống hầm làm việc vào buổi sáng. Họ sử dụng cuốc và xẻng đào đất đá đổ vào các thùng chứa. Khi những chiếc thùng này được đưa ra khỏi hầm mỏ bằng một cái rây, công việc tiếp theo là đem số đất đá đã chọn lọc đến con suối gần đó để đãi với hy vọng tìm ra vàng hay một vài kim loại quý nào đó. Nếu gặp may trong buổi sáng, một thợ mỏ có thể kiếm được một lượng vàng thô kha khá để mang vào thành phố bán cho thợ kim hoàn. Tại đây, thợ kim hoàn sử dụng kỹ thuật luyện kim cổ xưa filigrana có từ thế kỷ thứ 18. Santa Fe de Antioquia cùng với ba thị trấn khác của Colombia là Mompox, Babacoas và Cienaga de Oro là những địa phương sản xuất kim hoàn hàng đầu trên cả nước. Tại đây, trong nhiều năm qua, các thợ kim hoàn đều sử dụng kỹ thuật filigrana. Hildebrando Rivera, một thợ kim hoàn cho biết công việc của họ chủ yếu dựa vào kỹ năng của người thợ. Tất cả các công đoạn đều được làm bằng tay, không có sự can thiệp của máy móc. Một điểm đặc biệt trong nghề kim hoàn ở địa phương họ là mỗi người thợ tạo cho mình một phong cách chế tác riêng, không ai giống ai. Có thể nói, chỉ nhìn vào sản phẩm là biết nó là do thợ kim hoàn nào làm ra. Rivera cho biết thợ mỏ và thợ kim hoàn bản xứ ở Santa Fe de Antioquia không sử dụng hóa chất trong quá trình làm việc. Do đó, vàng và trang sức mà họ tạo ra được gọi là vàng xanh. Chúng là kim loại quý nhất được người dân Colombia ưa chuộng bởi lẽ chúng được tạo ra từ công sức của người thợ và hơn hết là yếu tố thân thiện với môi trường.